Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 7 đến với buổi học online bộ môn sinh học ngày hôm nay. Ở tuần trước các em đã được học về chủ đề ngành dung dẹp, gồm có hai bài, bài 11 sáng lá gan, bài 12 một số dung dẹp khác và đặc điểm chung của ngành dung dẹp. Ở chủ đề ngành dung dẹp tuần trước các em đã tìm hiểu về đại diện sáng lông, sáng lá gan và một số dung dẹp khác. Trong đó, sáng lông là đại diện của dung dẹp sống tự do, còn sáng lá gan, sáng lá máu, sáng bã trầu và sáng dây là đại diện của dung dẹp sống ký sinh. Bây giờ cô sẽ nhắc lại một số kiến thức ở chủ đề ngành dung dẹp. Về phần sáng lông thì các em đọc thêm ở sách giáo khoa. Sáng lá gan, nơi sống cấu tạo di chuyển. Về nơi sống, sáng lá gan ký sinh trong gan và mật trâu bò. Cấu tạo, sáng lá gan có cơ thể hình lá, dẹp, đối xứng hai bên, có màu đỏ máu. Mắt và lông bơi tiêu giảm. Xác bám, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát triển. Về cách di chuyển, sáng lá gan chui rút, luồn lách trong môi trường ký sinh. Về cách dinh dưỡng, sáng lá gan dùng giác bám bám chắc vào nội tạng vật chủ, hầu có cơ khỏe, giúp miệng hút chất dinh dưỡng đưa vào hai nhánh ruột, ruột phân thành nhiều nhánh nhỏ để vừa tiêu hóa vừa dẫn chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Sáng lá gan chưa có hậu môn. Về đặc điểm sinh sản, cơ quan sinh dục của sáng lá gan lưỡng tính. Đặc điểm của cơ quan sinh dục có dạng ống, phân nhánh và phát triển chằng chịt. Vòng đời của sáng lá gan. Sáng lá gan trưởng thành ở trong gan bò, đẻ ra trứng sáng lá gan. Trứng sáng gặp nước nở thành ấu trùng có lông. Ấu trùng có lông chui vào trong ốc. Ấu trùng trong ốc sẽ phát triển thành ấu trùng có đuôi, bơi trong nước, sau đó kết lại thành kén sáng. Kén sáng bám vào cây thủy sinh. Trâu bò ăn phải cây thủy sinh có chứa kén sáng sẽ bị nhiễm sáng lá gan và sáng lá gan trở thành sáng trưởng thành trong gan trâu bò. Ở phần C một số giun dẹp khác thì các giun dẹp khác thường ký sinh ở hệ tiêu hóa, đặc biệt là ruột non của người và động vật, vì đây là nơi có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Cách phòng chống giun dẹp ký sinh thì cách phòng chống giun sán nói chung đó là ăn chín uống sôi, vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường. Còn đối với giun dẹp thì chúng ta không nên ăn thịt trâu, bò, lợn, gạo. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. Câu hỏi 1 sách giáo khoa trang 43. Cấu tạo sáng lá gan thích nghi với đời sống ký sinh như thế nào? Thì cô hướng dẫn trả lời như sau. Sáng lá gan có cơ thể dẹp hình lá, có tác dụng chống lại các lực tác động của môi trường ký sinh, có hệ cơ là cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển, giúp nó chuyên giãn phòng dẹp để chui rút trong môi trường ký sinh. Mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển, giúp sáng lá gan bám chắc vào môi trường ký sinh. Cơ quan sinh dục lưỡng tính, đảm bảo duy trì thế hệ trong môi trường không thuận lợi, có nghĩa là nếu có một con sáng lá gan nó cũng có thể tự sinh sản ra được các thế hệ mới. Câu hỏi 2 sách giáo khoa trang 43. Vì sao trâu bò nước ta mắc bệnh sáng lá gan nhiều? Cô hướng dẫn trả lời như sau. Trứng sáng khi gặp nước sẽ nở thành ấu trùng có lông bơi. Ấu trùng này sống ký sinh trong ruột của ốc, sinh sản ra ấu trùng có đuôi. Ấu trùng có đuôi rời khỏi ốc, bám vào cây cỏ, bèo, cây thủy sinh, rụng đuôi và kết kén. Trâu bò nước ta thường được chăn thả ngoài đồng ruộng. Chúng thường ăn cỏ và uống nước ở các đầm, ao, sau đó lại phóng uế ngay trên đồng ruộng. Nơi này cũng chính là môi trường sống của ấu trùng sáng lá gan. Câu hỏi 3 sách giáo khoa trang 43. Hãy trình bày vòng đời của sáng lá gan. Thì phần này trong nội dung học chúng ta đã có sáng lá gan trưởng thành ở gan bò.
đẻ ra trứng sáng lá gan thành ấu trùng có lông. Ấu trùng trong ốc phát triển thành ấu trùng có đuôi, kết cán sáng và lại quay trở về cơ thể trâu bò. Vòng đời cứ như thế lặp đi lặp lại. Câu hỏi 1, trang 46 sách giáo khoa. Sáng dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với ký sinh trong ruột người? Cô hướng dẫn trả lời. Sáng dây có đầu nhỏ, có giác bám phát triển để bám chắc vào ruột non. Cơ thể dẹp, mảnh, dài, phân thành hàng trăm đốt. Ruột tiêu giảm, dinh dưỡng hấp thụ qua bề mặt cơ thể. Mỗi đốt là một cơ quan sinh dục lưỡng tính, giúp cho sáng lan có thể duy trì được các thế hệ sau. Mỗi một đốt có thể sản sinh ra hàng trăm hàng ngàn trứng. Câu hỏi 2, trang 46 sách giáo khoa. Sáng lá gan, sáng dây, sáng lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chủ qua các con đường nào? Cô hướng dẫn các em trả lời. Sáng lá gan, sáng dây xâm nhập vào cơ thể chủ yếu bằng con đường tiêu hóa qua thức ăn, mà vật chủ trung gian truyền bệnh là ốc gạo, ốc mút, trâu, bò, lợn. Còn sáng lá máu thì ấu trùng xâm nhập qua da khi da tiếp xúc với nước ô nhiễm. Cô giải đáp thắc mắc của một số bạn học sinh. Ở chủ đề ngành dung dẹp thì có một bạn thắc mắc là sáng lá gan gây hại gì cho con người. Ở trong bài học thì các em học là sáng lá gan ký sinh ở gan mật trâu bò, không có nhắc đến người. Vậy thì bây giờ cô hướng dẫn trả lời như sau. Sáng lá gan ký sinh trong gan mật người và một số loài động vật như trâu bò. Sáng trưởng thành, đẻ trứng theo đường mật xuống ruột và ra ngoài theo phân. Nếu trứng gặp môi trường nước, sẽ nở ra thành ấu trùng lông ký sinh trong các loại ốc. Sau đó phát triển thành ấu trùng đuôi, rời khỏi ốc, bám vào các loại rau mọc dưới nước hoặc bơi tự do trong nước. Người sẽ bị mắc bệnh sáng lá gan nếu ăn phải các loại rau thủy sinh có sức chứa kén sán hoặc uống phải nước lã có ấu trùng sán, hay là ăn phải cá có nhiễm sán mà chưa được nấu chín kỹ. Vậy sau khi sáng lá gan đi vào cơ thể người thì nó sẽ gây ra tác hại gì? Trong quá trình ký sinh ở gan, sáng lá gan tiết ra chất độc làm phá hủy nhu mô gan, gây áp xe gan hoặc xơ gan. Sau khoảng 2 đến 3 tháng phát triển ở nhu mô gan, sáng có thể chui vào đường mật, tiếp tục phát triển và đẻ trứng trong một thời gian rất dài. Nếu không được phát hiện và điều trị, sáng lá gan có thể gây bệnh ở mật như tắc mật. Một số trường hợp, ấu trùng sáng lá gan di chuyển lạc chỗ và gây bệnh ở một số cơ quan khác như ở da, cơ, khớp, vú hoặc dạ dày. Cô vừa ôn lại xong kiến thức cho các em ở chủ đề ngành dung dẹp, hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc. Chúng ta đang tìm hiểu về chủ đề các ngành dung với ngành dung dẹp, ngành dung tròn và ngành dung đốt. Tuần trước các em đã tìm hiểu chủ đề ngành dung dẹp, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về chủ đề ngành dung tròn. Cô giới thiệu sơ về ngành dung tròn. Dung tròn khác với dung dẹp ở chỗ, tiết diện ngang cơ thể tròn, bắt đầu có khoang cơ thể chưa chính thức và ống tiêu hóa, phân hóa. Chúng sống trong nước, đất ẩm và ký sinh ở cơ thể động, thực vật và con người. Chủ đề ngành dung tròn gồm có hai bài, bài 13 dung đũa, bài 14 một số dung tròn khác và đặc điểm chung của ngành dung tròn. Trong đó tương tự như chủ đề ngành dung dẹp thì phần đặc điểm chung của ngành dung tròn các em không cần tìm hiểu mà các em chỉ đọc thêm ở sách giáo khoa. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu ở chủ đề ngành dung tròn những nội dung sau đây. Về dung đũa thì chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển.
tìm hiểu cách dinh dưỡng và đặc điểm sinh sản của giun đũa. Sau đó thì các em sẽ tìm hiểu về một số giun tròn khác. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về giun đũa. Để tìm hiểu về giun đũa thì cô mời các em xem một video và cộng với thông tin trong sách giáo khoa, các em hãy cho cô biết nơi sống và tác hại của giun đũa. Mới đây, Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh vừa thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngực dòng gấp giun đũa dài 25cm trong ống mật chủ. Bệnh nhân là anh V, 31 tuổi, ngụ Yên Bái, nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn vùng thượng vị, buồn nôn và nôn ra thức ăn. Qua thăm khám và siêu âm X quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị giun đường mật. Bệnh nhân được chỉ định nội soi mật tụy ngực dòng lấy giun đường mật. Quá trình nội soi chụp đường mật, các bác sĩ đã lấy được giun đũa dài khoảng 25cm ra khỏi người bệnh nhân. Hiện tại tình trạng người bệnh ổn định, không còn đau vùng bụng và có thể xuất viện sau 24 giờ theo dõi. Giun chui ống mật là một biến chứng của tình trạng nhiễm giun trong đường tiêu hóa. Khi mật độ giun tăng lên với số lượng lớn, bệnh này có thể dẫn đến nhiễm trùng đường mật, áp xe gan, áp xe đường mật. Nguy hiểm nhất là nhiễm trùng huyết dẫn đến suy gan, suy thận cấp, sốc nhiễm trùng nặng có nguy cơ tử vong. Sau khi xem video thì các em hãy cho cô biết nơi sống và tác hại của giun đũa. Vậy thì giun đũa thường ký sinh ở ruột non người, nhất là ở trẻ em. Giun đũa gây đau bụng, đôi khi gây tắc mật và tắc ruột. Ở phần này các em ghi nhận nội dung ghi bài cho cô gạch đầu dòng đầu tiên. Giun đũa ký sinh ở ruột non người. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ nhất, cấu tạo ngoài. Để tìm hiểu cấu tạo ngoài thì các em quan sát hình và thông tin sách giáo khoa trang 47. Hãy mô tả hình dạng ngoài của giun đũa. Đây là một số hình ảnh về giun đũa. Chúng ta thấy cơ thể của giun đũa dài bằng chiếc đũa, khoảng 25cm và cơ thể có hình ống. Bao bên ngoài cơ thể của giun đũa là lớp vỏ cuticle. Vậy theo các em thì lớp vỏ này có vai trò gì đối với giun đũa? Thì lớp vỏ cuticle bọc bên ngoài giúp cho cơ thể của giun đũa luôn căng tròn và lớp vỏ này có tác dụng giống như một bộ áo giáp giúp cho giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người. Ở phần cấu tạo ngoài thì chúng ta có nội dung ghi bài như sau. Giun đũa dài gần bằng chiếc đũa khoảng 25cm, cơ thể có hình ống. Có lớp vỏ cuticle bọc ngoài giúp cơ thể căng tròn, có tác dụng như bộ áo giáp, giúp giun không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người. Sau khi tìm hiểu cấu tạo ngoài thì chúng ta tìm hiểu sang phần 2 La Mã, cấu tạo trong và di chuyển. Đầu tiên các em tìm hiểu cấu tạo trong. Để tìm hiểu cấu tạo trong thì các em quan sát hình và thông tin sách giáo khoa trang 47. Hãy xác định các bộ phận của giun đũa. Các bộ phận của giun đũa gồm: 1 là miệng, 2 hầu, bộ phận thứ 3 là ruột. Tuyến sinh dục. Đây là lỗ sinh dục cái, đây là con giun đũa cái. Cuối cùng là hậu môn.
Em hãy trình bày cấu tạo trong của dung đũa. Thì dựa vào các thông tin trong sách giáo khoa trang 47, ta có các đặc điểm cấu tạo trong như sau. Cơ thể có hình ống, thành cơ thể có lớp biểu bì và cơ dọc phát triển. Chưa có khoang cơ thể chính thức. Ống tiêu hóa gồm có miệng, ruột, đến hậu môn. Tuyến sinh dục dài và cuộn khúc. Phần cấu tạo trong. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cách di chuyển của dung đũa. Các em hãy cho cô biết dung đũa di chuyển bằng cách nào và nhờ đặc điểm nào mà dung đũa chui được vào ống mật. Về cách di chuyển thì dung đũa di chuyển rất hạn chế, chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra nhờ có cơ dọc phát triển. Cách di chuyển như vậy thích hợp với động tác chui rút trong môi trường ký sinh, do đó dung đũa có thể chui rút và đi hết từ bộ phận này tới bộ phận khác trong cơ thể và nó có thể chui vào được ống mật. Ở phần 2 La Mã cấu tạo trong và di chuyển, các em có nội dung ghi bài như sau. Cấu tạo trong, hình ống thành cơ thể có lớp biểu bì và cơ dọc phát triển, chưa có khoang cơ thể chính thức. Ống tiêu hóa bắt đầu ở miệng, đến ruột và hậu môn. Tuyến sinh dục dài và cuộn khúc. Về cách di chuyển thì dung đũa di chuyển rất hạn chế, chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra, chui rút trong môi trường ký sinh. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cách thức dinh dưỡng của dung đũa. Về cách dinh dưỡng thì các em dựa vào thông tin sách giáo khoa trang 48, hãy cho con biết cách dinh dưỡng của dung đũa. Thì dựa vào thông tin trong sách giáo khoa trang 48, ta thấy dung đũa dinh dưỡng như sau. Thức ăn đi một chiều theo ống ruột thẳng từ miệng đến hậu môn. Nhờ đó, chất dinh dưỡng hút được rất nhanh và rất nhiều. Đây cũng chính là nội dung ghi bài của phần 3 La Mã dinh dưỡng. Thức ăn đi một chiều theo ống ruột thẳng từ miệng tới hậu môn. Chất dinh dưỡng hút được nhanh và nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang nội dung cuối cùng của dung đũa, đó là đặc điểm sinh sản. Ở phần đặc điểm sinh sản thì chúng ta tìm hiểu cơ quan sinh dục và vòng đời của dung đũa. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu đặc điểm cơ quan sinh dục ở dung đũa. Các em hãy quan sát hình và dựa vào thông tin sách giáo khoa trang 48. Em hãy nêu đặc điểm của cơ quan sinh dục ở dung đũa. Đây là dung cái, đây là dung đũa đực và đây là một con dung đũa cái với tuyến sinh dục. Vậy, ta có đặc điểm cơ quan sinh dục của dung đũa như sau. Dung đũa phân tính, có nghĩa là con đực riêng, con cái riêng. Cơ quan sinh dục có dạng ống dài. Con cái có hai ống, ở đây mình thấy con cái có hai ống, con đực có một ống. Dung đũa thụ tinh trong, đẻ trứng và đẻ rất nhiều trứng, khoảng 200.000 trứng mỗi ngày. Ở phần cơ quan sinh dục, các em có nội dung ghi bài như chúng ta vừa tìm hiểu. Cơ thể dung đũa phân tính thành con đực, con cái. Cơ quan sinh dục dạng ống dài.
con cá 2 ống, con đực 1 ống. Chúng nở thụ tinh trong để nhiều trứng, khoảng 200.000 trứng một ngày. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vòng đời của giun đũa. Các em hãy quan sát hình và thông tin sách giáo khoa trang 48, hãy mô tả vòng đời của giun đũa. Đây là hình ảnh về vòng đời của giun đũa ở cơ thể người, trải qua các giai đoạn sau. Vậy chúng ta có vòng đời của giun đũa diễn ra như sau. Giun đũa ở ruột non người khi trưởng thành sẽ đẻ trứng. Trứng sẽ phát triển thành ấu trùng trong trứng. Ấu trùng trong trứng sẽ theo phân ra ngoài qua thức ăn sống, lại trở vào ruột non người. Và ruột non lúc này thì giun đũa chỉ ở dạng ấu trùng, chưa trưởng thành. Ấu trùng này tiếp tục đi vào máu, gan, tim, phổi, sau đó trở về ruột non mới trở thành giun đũa trưởng thành. Vòng đời của giun đũa cứ thế lặp đi lặp lại. Và đây cũng là nội dung ghi bài ở phần vòng đời giun đũa. Chúng ta vừa tìm hiểu xong tất cả các nội dung về giun đũa, thì giun đũa ký sinh ở ruột non người. Về cấu tạo ngoài, cô nhắc lại cơ thể giun đũa dài gần bằng chiếc đũa, khoảng 25 cm. Cơ thể có hình ống, lớp vỏ cuticle bọc ngoài giúp cơ thể căng tròn, có tác dụng như bộ áo giáp, giúp giun không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người. Về cấu tạo trong và di chuyển, cấu tạo trong hình ống thành cơ thể có lớp biểu bì, cơ dọc phát triển, chưa có khoang cơ thể chính thức. Ống tiêu hóa gồm có miệng, ruột và hậu môn. Tuyến sinh dục dài và cuộn khúc. Giun đũa di chuyển rất hạn chế, chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra, nó chui rút trong môi trường ký sinh. Về đặc điểm dinh dưỡng, thức ăn đi theo một chiều theo ống ruột thẳng từ miệng tới hậu môn, do đó nó hút chất dinh dưỡng rất nhanh và nhiều. Về đặc điểm sinh sản, cơ quan sinh dục, giun đũa phân tính thành giun đực, giun cái. Cơ quan sinh dục có dạng ống dài, con cái có 2 ống, con đực 1 ống. Giun đũa thụ tinh trong và đẻ nhiều trứng. Vòng đời giun đũa. Giun đũa ở ruột non người trưởng thành, đẻ trứng. Trứng phát triển thành ấu trùng trong trứng, theo phân ra ngoài, bám vào thức ăn sống như rau sống, trái cây tươi. Qua con đường thức ăn, vào đến ruột non, ở dạng ấu trùng vào máu, gan, tim, phổi, sau đó trở về ruột non người và chúng trở thành giun đũa trưởng thành. Chúng ta vừa tìm hiểu xong giun đũa với các nội dung cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một số giun tròn khác. Các em sang phần B nhỏ, một số giun tròn khác. Thì phần lớn giun tròn sống ký sinh ở động vật, thực vật và người, chúng gây ra các bệnh ở mức độ nguy hại khác nhau. Ở đây cô giới thiệu với các em ba loại giun tròn khác, đó là giun kim, giun móc câu và giun rễ lúa. Lần lượt ba đại diện khác của giun tròn là giun kim, giun móc câu và giun rễ lúa thì các em sẽ tìm hiểu các nội dung sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu nơi ký sinh, chúng ký sinh ở đâu. Thứ hai, con đường chúng xâm nhập vào vật chủ như thế nào. Nội dung thứ ba, đó là chúng gây ra những tác hại gì cho vật chủ.
Bây giờ các em sẽ tìm hiểu về đun kim. Các em hãy quan sát hình và thông tin sách giáo khoa trang 50. Em hãy cho biết. Vẫn là ba nội dung chủ yếu: nơi ký sinh của đun kim, con đường xâm nhập và tác hại của đun kim. Rồi, thì đun kim ký sinh ở ruột già người, con đường xâm nhập thì nó thông qua đường tiêu hóa. Tác hại của đun kim. Đun kim gây ngứa ngáy. Chúng hút chất dinh dưỡng làm cho trẻ em thiếu chất, xanh xao và yếu ớt. Chúng ta tìm hiểu thêm về vòng đời của đun kim. Đun kim thì trẻ em thường hay mắc. Vậy cô có vòng đời của đun kim nhất trứng đun. Đun trưởng thành ở hậu môn. Vậy các em hãy cho cô biết đun kim gây cho trẻ em những điều phiền toái như thế nào. Thì đun kim gây cho trẻ em điều phiền toái đó là gây ngứa ngáy, khó chịu vào ban đêm. Khi mà đun kim chui ra lỗ hậu môn để đẻ trứng thì gây ngứa, làm cho trẻ em cảm thấy rất là khó ngủ, ngủ không ngon giấc và ảnh hưởng đến các hoạt động vào ban ngày của trẻ em. Vậy do thói quen nào ở trẻ mà đun kim khép kín được vòng đời của nó? Thì khi đun kim đẻ trứng ở hậu môn gây ngứa ngáy, trẻ sẽ dùng tay gãi và sau đó theo thói quen thì trẻ có đôi khi là chưa có rửa tay và thói quen cắn móng tay rồi mút ngón tay nên trứng giun sẽ đi vào miệng của trẻ và tiếp tục lặp lại vòng đời ở giun kim. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đại diện giun tròn tiếp theo, đó là giun móc câu. Các em quan sát hình và thông tin sách giáo khoa trang 50. Em hãy cho biết. Thứ nhất, nơi ký sinh của giun móc câu, con đường xâm nhập và tác hại của giun móc câu. Dựa vào hình ảnh và thông tin thì thấy giun móc câu ký sinh ở tá tràng người. Con đường xâm nhập của giun móc câu đó là thông qua da, bàn chân. Tác hại của giun móc câu gây xanh xao vàng vọt. Giờ chúng ta tìm hiểu đại diện giun tròn khác nữa, đó là giun rễ lúa. Quan sát hình và thông tin sách giáo khoa trang 50, em hãy cho biết nơi ký sinh của giun rễ lúa, con đường xâm nhập của giun rễ lúa và tác hại của giun rễ lúa. Đây là hình ảnh một cánh đồng lúa bị giun rễ lúa. Vậy dựa vào hình ảnh và thông tin thì chúng ta thấy giun rễ lúa đương nhiên là ký sinh ở rễ lúa. Con đường xâm nhập thông qua bộ phận rễ của cây lúa. Tác hại của giun rễ lúa, nó gây thối rễ, làm cho lá úa vàng rồi cây chết dần, gọi là bệnh vàng lụi ở lúa. Chúng ta vừa tìm hiểu một số đại diện giun tròn khác. Vậy các loài giun tròn thường ký sinh ở đâu và gây ra các tác hại gì cho vật chủ? Thì giun tròn thường ký sinh ở những cơ quan khác nhau của vật chủ như ở ruột non, tá tràng, ruột già hoặc là ở rễ lúa. Tác hại của chúng thì chúng hút các chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật thực vật, làm cho cơ thể thiếu chất, xanh xao, vàng vọt, ngứa ngáy,
ở thực vật thì có thể gây chết cây. Vậy để phòng bệnh giun tròn ký sinh thì chúng ta phải có biện pháp gì? Vẫn theo thông cáo của Bộ Y tế, cách phòng chống giun tròn ký sinh vẫn là tẩy giun định kỳ, vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường. Đó là những biện pháp chung. Rồi ăn chín uống sôi. Vậy đối với giun tròn thì chúng ta cần chú ý thêm. Giáo dục cho trẻ em bỏ thói quen múc tay. Không tưới phân tươi cho rau, bởi vì trong phân tươi có thể chứa các ấu trùng của giun tròn. Phải đi giày ủng khi tiếp xúc với đất bẩn. Hạn chế ăn rau sống. Đó là các biện pháp để phòng giun tròn ký sinh. Vậy ở phần B lớn một số giun tròn khác chúng ta có nội dung ghi bài như sau. Giun tròn thường ký sinh ở những cơ quan khác nhau của vật chủ như ruột non, tá tràng, ruột già, rễ lúa. Tác hại của giun tròn, chúng hút chất dinh dưỡng trong cơ thể người, động vật và thực vật, làm cho cơ thể vật chủ thiếu chất, xanh xao, vàng vọt, ngứa ngáy hoặc gây chết cây. Đại diện của giun tròn như giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa, giun chỉ, vân vân. Còn cách phòng chống giun tròn ký sinh thì các biện pháp cũ để phòng chống giun ký sinh đó là ăn chín uống sôi, vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường. Đồng thời chúng ta phải giáo dục trẻ bỏ thói quen múc tay, không tưới phân tươi cho rau, đi giày ủng khi tiếp xúc với đất bẩn, hạn chế ăn rau sống. Cô và các em vừa tìm hiểu xong chủ đề ngành giun tròn với nội dung thứ nhất, A lớn giun đũa, thì các em đã được tìm hiểu cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản, và phần B lớn một số giun tròn khác. Và bây giờ là thời gian dành cho các em ghi bài. Cô hướng dẫn các em về nhà như sau. Các em học bài và trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 49 và 52. Đọc thêm một em có biết trong sách giáo khoa trang 49 và 52. Các em nghiên cứu trước chủ đề ngành giun đốt. Bài 15, 16 và 17 trong sách giáo khoa. Làm bài tập điểm danh.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tốt và có thật nhiều sức khỏe. Cô chào tạm biệt tất cả các em.